Rồi trên màn hình là các bạn thấy thông tin máy khách chụp cho mình. Thì nó là Xiaomi K50 Pro mã style nha các bạn. Thì bây giờ mình tiến hành mình vào web. Mình tải bản ROM về. Thì các bạn làm theo giống như trên máy tính mình làm nha các bạn. Thì cái máy này của khách á là bạn đó up ROM tiếng Việt rồi. Nhưng mà up vô RT không được, nó cứ xoay 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 hoài, nó giống như cái trường hợp con Xiaomi 13. Đó thì bạn đó up bị lỗi, thì bạn nó có nhờ mình hỗ trợ từ xa. Để up. Cho nên là hiện tại bây giờ mình sẵn mình làm cái video để mình hướng dẫn các bạn luôn. Thì các bạn làm tải ROM thì giống như trên màn hình thôi, các bạn tải về. Ở đây thì mình tải rồi, mình không tải nữa. Thì máy bạn đó thì đã unlock bootloader rồi, bạn đã quay về ROM gốc lại rồi nha các bạn. Khi bạn quay về ROM gốc thì máy RT được. Thì bây giờ mình sẽ hỗ trợ bạn nó up ROM tiếng Việt. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình nói bạn đó đưa về chế độ phát boot và kết nối với máy tính. Bây giờ mình sẽ mở cái driver lên. Rồi, bạn chờ xíu đấy, mình nhờ bạn đó chuyển về kết nối phát boot. Rồi, các bạn thấy trên driver nó nhận khi bạn đó đưa về phát boot kết nối với máy tính thì trên driver nó nhận được cái cổng của máy tính các bạn, cổng điện thoại, sorry các bạn. Cổng của cái điện thoại đó, chế độ phát boot. Thì sau khi nó nhận như vậy thì các bạn chạy ROM mới được nha. Nếu nó chưa nhận thì không chạy được. Rồi bây giờ mình tiến hành mình mở cái bản ROM nó lên các bạn. Rồi sau khi mình mở bản ROM lên thì mình tiến hành mình chạy cái file format data các bạn. Chạy chế độ cấp quyền admin nha các bạn. Rồi cái bước này nó báo bạn bấm Y hoặc N, Y là đồng ý chạy, N là không các bạn. Thì các bạn bấm N cho mình cho tool nó tự chạy. Thì cái bước này các bạn để tool nó chạy, sau khi tool nó chạy xong á thì nó sẽ tự tắt và máy sẽ khởi động lên. Sau khi máy khởi động lên thì các bạn đợi máy nó lên, sau đó bạn đưa về phát boot rồi chạy tiếp lần hai là xong nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình đợi tool nó chạy.
Rồi tôi nó chạy xong các bạn, sau khi nó chạy xong nó tự tắt nha. Rồi thì lúc này mình nói bạn bạn nó nói với mình là máy đang khởi động lên. Thì lúc này thì mình mở driver lên lại mình xem. Bây giờ chờ máy khởi động lên nha các bạn. Thì khi các bạn chạy thành công á, bạn vẫn kết nối với máy tính thì khi máy khởi động lên nó sẽ hiện thông báo các bạn. Như trên máy tính bạn thấy không, nó hiện thông báo K50 Pro. Rồi sau khi nó hiện thông báo K50 Pro lại các bạn, thì mình nói bằng đó thì đưa về chế độ fast boot lại cho mình. Rồi kết nối máy tính lại. Rồi sau khi bạn nó đưa về fast boot thì driver nó nhận thiết bị máy các bạn. Chế độ fast boot thì như trên màn hình. Đối với dòng K50 Pro này thì các bạn chạy thì trên màn hình nó chạy nó cũng không có hiện gì các bạn. Rồi tiếp tục đó mình chạy cái file update. Mình chạy chế độ quyền admin nha các bạn. Thì cũng như cái lần chạy đầu tiên các bạn, lần chạy thứ hai khi các bạn bấm tua lên á thì tua tự động nó chạy thôi. Thì các bạn cứ chờ nó chạy xong nó tự tắt thôi. Rồi máy sẽ tự động khởi động lên. Rồi bây giờ mình tiến hành mình chờ nó chạy tiếp lần hai nha các bạn. Cái phần up room thì mình không có tua nha các bạn, tại vì nếu mà tua thì mình giống như là cắt ghép rồi, cho nên mình để nguyên để biết khi nào máy nó chạy xong. Thì tính ra con K50 Pro này chạy hơi bị lâu các bạn, cũng lâu á. Rồi tôi nó chạy xong các bạn, nó chạy xong tự tắt. Thì lúc này thì mình có hỏi bạn đó là máy có khởi động lên chưa, thì bạn nó nói là máy đang khởi động lên. Thì các bạn chờ xem là máy nó khởi động lên không, tại vì mà máy còn kết nối với máy tính mà, máy khởi động lên là biết liền à. Thì sau khi khởi động lên mình có nói bạn đó chụp cho mình tấm hình để xem là Actio có bình thường không. Thì tí nữa mình sẽ gửi cái tấm hình thông tin cho các bạn xem. Rồi máy nó hiện K50 Pro các bạn, tức là lúc này nó đã boot lên rồi các bạn. Thì xem như là cái video uproom của mình nó thành công rồi các bạn. Thì mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.